Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hình đầu con gấu. Và nguyên liệu cần có là len màu đen, màu xanh lá cây, màu vàng nhạt, màu vàng đậm, một ít bông, que xiên để làm cành, một ít dây kẽm để móc vào phần lá. Kim móc mình sẽ chọn là đầu 3.0, kim khâu, kéo và một đôi mắt, móng keo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu vàng đậm để móc cái phần đầu của nó nhé. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1, sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2, sang vòng số 3, đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, rồi lại một mũi đơn, sau đó lại đến một mũi tăng, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 3, sang vòng số 4, đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, hai chân tiếp theo mỗi chân là một mũi đơn, rồi lại đến một mũi tăng, và các bạn cứ móc 2 mũi đơn xong lại đến một mũi tăng đến hết vòng. Cuối cùng là một mũi đơn, kết thúc vòng số 4, sang vòng số 5, bạn sẽ móc là 3 mũi đơn, sau đó lại đến một mũi tăng, tiếp tục lại là 3 mũi đơn, xong lại đến một mũi tăng, và các bạn móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 5, sang vòng số 6,
từ vòng số 6 đến vòng số 8, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 8, sang vòng số 9, các bạn sẽ móc 6 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi đơn. Ba chân tiếp theo, mỗi chân là hai mũi đơn. Sau đó lại làm một mũi đơn, rồi đến một mũi tăng, lại một mũi đơn, tiếp theo lại một mũi đơn, xong đến một mũi tăng, lại một mũi đơn. Các bạn móc như vậy cho mình là 4 lần nhé. Ba chân tiếp theo, mỗi chân là hai mũi đơn. Sáu chân cuối cùng, mỗi chân là một mũi đơn. Vòng số 9, sang vòng số 10, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn.
sang hàng số 11. Các bạn cũng móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 11 sang hàng số 12, các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn, sau đó lại đến một mũi giảm, tiếp tục lại là 3 mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc hàng số 12 sang hàng số 13, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi giảm, rồi đến hai mũi đơn, xong lại đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc hai mũi đơn xong đến một mũi giảm đến hết vòng nhé. Kết thúc vòng sang vòng số 14, các bạn sẽ móc là một mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm, rồi lại một mũi đơn, xong đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng.
kết thúc vòng. Các bạn dừng lại và nhồi vào đây một ít bông đi. Sang hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng các bạn sẽ móc là 6 mũi giảm. Kết thúc cắt len. Sau đó dùng kim và khâu dấu phần len thừa. Mình đã móc xong cái phần đầu như này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tai nhé. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính. Móc ở đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Xin lỗi các bạn, chân đầu tiên là một mũi đơn, còn chân thứ hai mới là một mũi tăng. Rồi cứ tiếp tục một mũi đơn, sau đó rồi đến một mũi tăng. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3.
Đầu tiên các bạn sẽ móc là hai mũi đơn, sau đó đến một mũi tăng, rồi tiếp tục lại hai mũi đơn, rồi lại đến một mũi tăng. Các bạn lặp lại cho mình một lần nữa nhé. Kết thúc vòng số 3. Sang vòng số 4, các bạn sẽ móc là hàng số 3 các bạn tăng, giờ các bạn sẽ giảm nhé. Hai mũi đơn này, sau đó là một mũi giảm. Tiếp tục lại hai mũi đơn, sau đó là một mũi giảm. Và các bạn móc thêm mình một lần nữa như vậy. Kết thúc, các bạn cắt len. Sau đó dùng len và khâu chặt nó lại nhé. Và mình đã móc xong một cái tai như thế này. Tương tự các bạn móc thêm cho mình một cái tai nữa nhé. Và ở đây mình đã móc xong hai cái tai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang len màu vàng nhạt để móc cái phần thần viền xung quanh cái đầu này. Các bạn sẽ tạo một mũi móc xích, một đút thắt. Sau đó các bạn lên cho mình là 32 mũi bính. Và các bạn quay lại cái mũi bính đầu tiên này, móc vào đây là một mũi trượt. Hãy tạo thành một cái vòng tròn như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ móc thành những cái đường viền nhé. Các bạn sẽ lên một bính này, móc vào cái chân chân lên bính vừa rồi đây, làm một mũi nửa kép. Tiếp theo là một mũi kép đơn, rồi lại đến một mũi kép đơn. Sang chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi kép đôi chung một chân. Chân tiếp theo là một mũi kép đơn, thêm một mũi kép đơn nữa và thêm một mũi nửa kép. Và mình đã được một cụm như thế này. Và tương tự các bạn sẽ móc đến hết vòng nhé, tổng cho mình là 7 lần như vậy.
kết thúc, các bạn móc sang đây là một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt lên. Và mình đã được cái phần viền hoa như này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang len màu xanh để móc cái phần lá này. Phần lá các bạn móc như sau này. Đầu tiên các bạn tạo một nút thắt. Sau đó lên 10 bính. Dùng một đoạn kẽm cành, kẽm lá, các bạn sẽ nẹp vào đây để cho phần lá nó cứng nhé. Các bạn bỏ chân đầu tiên này, móc vào chân thứ hai một mũi đơn và các bạn vòng luôn qua phần dây kẽm tiếp theo. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép, sau đó là một mũi kép đơn. Ba chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đôi. Tiếp theo là một mũi kép đơn. Sau đó là một mũi nửa kép. Chân cuối cùng là ba mũi kép đơn chung một, ba mũi đơn chung một chân, xin lỗi các bạn. Chân cuối cùng là ba mũi đơn chung một chân. Xong một bên dây bính, sang bên dây đối diện. Các bạn sẽ móc tương tự giống như cái phần bên dây bính vừa móc. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Rồi đến một mũi kép đơn. Ba chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đôi. Tiếp theo lại là một mũi kép đơn, rồi lại đến một mũi nửa kép, cuối cùng là một mũi đơn. Và các bạn kết thúc sang đây, các bạn móc một mũi trượt, sau đó các bạn cắt len. Đoạn len thừa và quấn vào cái phòng phần kẽm này. Và mình đã móc xong được một cái lá như thế này. Tương tự các bạn móc thêm cho mình một cái lá nữa, là hai cái lá như này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện gắn những bộ phận này lại nhé. Các bạn sẽ vòng cái phần viền này xuống cái phần của xung quanh cái phần đầu con gấu này.
Tôi sử dụng là kem nến để dính. Để dính cái vân tay này lên nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một đôi mắt. Dính nhất phần đôi mắt này lên. Các bạn sẽ dùng một ít len màu đen để thêm cho nó cái phần mũi. Bạn sẽ thêm là một đường ngang nằm lên này và một đường dọc chạy xuống. Và mình sẽ được một cái đầu con gấu như này. Và mình sử dụng một chiếc que xiên để làm cành. Các bạn cho vào đây một ít keo. Sau đó xiên ra vào cái phần cuối. Sau đó các bạn sử dụng len màu xanh để vào cái cành này nhé.
được một đoạn các bạn dừng lại và cho cái lá này vào. Đến đây các bạn sẽ cho vào đây một ít keo nhé. Và mình đã vừa móc xong được một bông hoa hình con gấu như này. Đơn giản phải không nào? Hy vọng dưới sự hướng dẫn của mình, các bạn có thể tự tay móc cho mình được một bông hoa hình con gấu đáng yêu như thế này nhé. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.